Hôm nay về quê thăm má hai nên được má đổ bánh xèo cho ăn. Mình thì không biết đổ bánh xèo nên đi nhặt rau để góp công nè. Để má thương, mốt má còn đổ bánh xèo cho ăn nữa. Nói chứ mình ghiền vườn rau của má lắm. Rau gì cũng có mà lại còn mọc xum xê tươi tốt quá trời luôn. Công nhận ở dưới quê thích ghê, muốn ăn rau gì, trái gì ra vườn là có đủ hết. Tính ra hôm nào mà hết tiền thì làm dĩa dưa cà chấm mắm tôm thôi là cũng đủ ngon cho một bữa cơm rồi. Ở đây mình thấy yên bình và nhẹ nhàng lắm, được nghe tiếng chim hót líu lo vang trời giữa ban ngày nè. Và còn được ăn những món ngon mà má hai nấu nữa. Má nói lâu rồi không có đổ bánh xèo, dở mà có đổ hư thì cũng ráng mà ăn cho hết nghe không. Nói vậy thôi chứ má đổ còn không kịp ngừng tay nữa mà. Nói câu này hơi hèn, nhưng mà mỗi lần cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia quá thì mình hay trốn về quê lắm, tạm tránh xa những bộn bề và cho phép bản thân được sống chậm lại vài hôm ở nơi không có khói bụi thành phố này. Biết tụi mình chuẩn bị về quê là má canh đi làm cà rốt ngâm chua ngọt này liền, để nay làm bánh xèo cho tụi mình ăn nè. Mà công nhận nước mắm chấm bánh xèo là không thể thiếu cái này được đâu nha. Sẵn rau, tôm, thịt, đổ bánh xèo không hết, má làm luôn gỏi cuốn cho tụi mình ăn đỡ ngán. Thiệt tình chứ, má làm tương đậu này đỉnh quá luôn á. Bình thường tôi ăn gỏi cuốn toàn chấm mắm nêm thôi à, vậy mà nay mê tương đậu của má quá trời. Để bữa nào tôi học lỏ bí kíp của má rồi tôi chỉ mọi người nghe.